đây là mình đây. Hôm nay có dịp đi chữa cháy cho ban nhạc anh em ở thôn ba Đức nha anh em. Được đằng sau của mình nữa. Hiện giờ là quay cho anh em xem cảnh rất đẹp luôn. Đường cây thông trăm núi nha anh em. Hiện tại là mình đã có mặt tại rạp cưới nha. Rạp cưới Hương Trung. Rồi.
Đây, nhạc công, ông bầu. Lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.